火焰嘅聯絡方式。thằng tiêu chuẩn lên như thế nào? Thì cái này thì nghe mãi rồi thì hoang tráng rồi. Tại vì sự thì nó hơi khác một tí, bây giờ nó hơi khác một tí. Thứ nhất ấy, là cái độ bao phủ của cái tắt bớt điện. Không phải đâu, không vì khu dân cư này mua thời kỳ nó có rất là cái này không phải là của khoa mà không phải là của nhà trường. Cái này là của anh em bác sĩ đã qua một đơn đâu. Nhất là phải lấy hết thường hết cái hết những thuốc tự đòn. Đấy. Vì sao cái bình phổi tiếp xúc với tự đòn thì hết thuốc tự đòn. Ở dưới cái đấy hết góc sừng hoành hai bên. Thành phần phổi hai bên đấy hết. Và hai bên đấy hết phần mềm thì được hai bên nên nguyên tắc. Và cái tư thế chụp ấy thì chắc là về là bây giờ phải đứng thẳng cân đối. Đấy, giữ cân đối chính là gì? Hai cái đầu xương đòn này đối xứng nhau qua cái đường giữa. Cuộc sống thì thẳng, có nhìn thẳng đối với người cân đối với những người gù vẹo thì bao giờ cân được các bạn biết. Đấy. Và hai xương bả vai này thì kéo ra ngoài chiều phổi. Đấy, để kéo ra chiều phổi thì bạn biết rồi. Chụp vào cái này. Thì đứng này hai xương bả vai nó kéo ra. Nhưng ôm phim thì cũng được. Ôm phim mình dành cho người dài yếu nó cũng vững được. Ôm ra được ra không hết bằng cái bệnh trong này đâu. Chúng ta sẽ kéo ra hai cái đi. Bệnh nhân nhiệt tăng dương 3 tuổi và 100 bệnh nhân. Và phải làm gì nữa? Hít sâu. Một cái phim bệnh nhân đã hít vào sâu chưa thì tiêu chuẩn gì? Đúng không? Nói nữa rồi. Đã. Là sao? Rồi, tốt. Và đây đếm là 2, 4, 6, đầu trước, ok. Đấy, 2, 4, 6, 8, 10. Đây, phần giữ dừng về một chút. Đấy, những cái mốc này rất là quan trọng nha. Vì sau khi mình đọc tin to tin bé, mình nó phải có cái đặt cái tiêu chuẩn đấy. Chứ không các bạn đọc, nó có thể đọc to, nó sẽ sai. Thế đây là những mốc rất là quan trọng. Còn cường độ tia, à còn một cái nữa là khi chụp ấy là bệnh nhân phải đang nín thở, khi bệnh nhân đang thở đang nói sẽ rung. Còn rung hay không các bạn nhìn cái mạch máu này, bờ nó rõ nét thì có nghĩa là nó rung. Còn nó rung thì bờ nó cũng sẽ nói nó không rõ rõ nét, thế nên rung nó nhẹ nó hơi bị ghẻ. Còn cường độ tia trước đây người rửa tay mình phim mình bước ấy thì cái tiêu chuẩn của nó là gì mình hướng biết không? Các quan biết nữa. Bây giờ có cung cái tiêu chuẩn đấy không? Không. Ừ, rồi. Bây giờ thì không dùng cái đấy nữa mà người ta thấy cái tiêu chuẩn bây giờ như này. Tiêu chuẩn bây giờ là cái gì? Mạch máu sau bằng tim là chỉ là nó cũng được cái đen xì tức như thế mạch máu thấy cái mạch máu sau còn có bao nhiêu? 1,5. Đây là 1,5 bằng 1 cm. Đấy, cái CT thì nó khác một chút. Như vậy đây theo, mà nhìn theo vân phổi tầng đây tầng khác bằng phổi, ok. Như vậy cái phim này trông rất là già so với xưa thì đạt tiêu chuẩn. Và một trong những tiêu chuẩn rất quan trọng là gì nữa, sẽ nhìn thấy các đường trung cấp. Các bạn nhìn cái đường chạy chạy đây khéo đây. Đường gì đây? Thực quản. Đây này, thực ra một đường thực quản đúng không là cái rãnh. Đường thực quản, cái thạch đơn. Để đường chạy chạy. Và đây là thực ra nó là cái bờ, cái này thực ra nó cứ đúng cái bờ phải thực quản nhìn thấy tâm vị. Cái này có cái rãnh, có cái đơn tạo cái đường này. Bên trái nhìn rõ đây đường của đường quanh đường trung cực nhìn nó rõ sau thông tin này. Và một cái gì nữa là nhìn được các cái mạch máu nằm sau thông tin ở bên phổi trái nhìn được mạch máu và mạch phổi như vậy là cái tâm xuyên rất tốt. Vì sao bây giờ người ta không, ngày xưa chỉ chụp khoảng 50 kV, hơn 40-50 kV trên phổi, nhưng sau này người ta cũng sẽ được chụp siêu âm cao 130 kV tắt tiền. Và cái thời gian chụp tập làm tập giảm tập xuống ngắn xuống một cái mát tập giảm xuống thì khi đấy thì người ta sẽ có cái hình ảnh chụp có kim vuông cao, cái từ mình có rồi bây giờ nghiễm nhiên chụp được kim vuông cao. À, bởi vì Nguyễn Thị Vân đã đặt chuẩn đâu rồi, nhanh nhanh cái chuẩn một chưa có cái gì bất thường ở đây. Rồi hai xương bả vai nó mờ cái chế hai bên này đặt tiêu chuẩn. Này có đạt tiêu chuẩn không?
con trẻ lắm, hai tư vào vai cũng kéo này đúng không? Ông phải chụp cái quang phổi từ thế nào? Cái này anh Kim có một đọc là hay quên rồi vì nhiều quá người ta không có thời gian người ta nghĩ. Thì ở đây ngày chụp hơn 1000 phim, thành ra là mọi người thấy đọc nhanh quá, như Bạch Mai như vậy, rất nhanh. Gọi là phim phổi 10 giây, câu chuyện như thế. Thì đây là cái quang phổi từ thế nào? Vì sao lại nằm? Đây cái này chân yếu nói nhanh. Ok, có người gì nữa? Rồi, bạn thấy có hiệu hướng mới rồi phục cái xương dần nằm ngang xương bả vai thường luôn kéo là vì là người ta nằm mà nên cái bóng tim nó to ra. Và cái này thì nhân nhớ là cái câu đọc là góc sườn hành hai bên sáng cũng không có giá trị. Rồi cái tràn khí màng phổi người ta cũng không nhìn rõ, nó thành cái đường sáng ở trên này và cái màng phổi co lại ở đây, và cái tràn dịch màng phổi nó cũng không tam bao du đấy. Cái góc sườn hành sáng là không giá trị. Đọc tim to hay không to rất khó đọc, bè ngang thì khi nào tim rất là to thì mình làm cái vợ đấy. Và có một cái dấu hiệu rất quan trọng các bạn định hướng chưa nói ở đây, chuyên một dấu hiệu gì chỉ việc là cái tim như thế nào, như thế này mạch máu đúng rồi cái mạch máu ở phía trên bình thường đấy là cái phân bố máu rất ít thì đỉnh cổ nó sáng hơn đấy, thì dưới là phân bố máu nhiều hơn gì đứng bây giờ khi nằm xuống phân bố ngược thì trên này mạch máu còn lớn hơn ở phía dưới. Tư thế nằm nghiêng thì trước đây cái việc siêu âm rất hạn chế, cái siêu âm rất hạn chế nên là người ta không đánh giá bằng phổi bằng siêu âm, và cái CT cũng hạn chế, thành ra cái tràn khí cái tràn dịch bằng phổi người ta thẳng rưỡi quang mà nhân nặng quá cái nằm ấy thì chụp rất là khó. Khi mình chụp tư thế nằm như này mà nó có tràn dịch thì rất khó đánh giá. Nhưng tuy nhiên nếu là tràn ra thì cần đánh giá chúng ta sẽ thấy cái trường phổi này nó mờ hơn bình thường như này, những người này có dịch này không. Thì lúc đấy chúng ta đọc ít quang, tôi nhớ nhắc lại luôn chúng ta đọc hai sóng ánh hai bên phổi một bên mờ sáng. Tuy nhiên cái việc mờ sáng đôi khi rất khó, người ta cũng nên đọc một bên ngực áp và phim một bên ngực nghiêng lên này lệch một chút lập tức bên sáng bên tối, kể cả cho bệnh nhân ngay khi tôi đi đứng và khi mà bệnh nhân mà không áp được hoàn toàn vào phim ấy, một bên nửa ngực áp và bên nửa ngực nó lệch ra ngoài thì lập tức sẽ bên sáng bên tối. Thế thì nó làm cho cái dương tính là sáng hơn mờ hơn là nó dương tính giả rất là cao. Thế thì khi đấy thì người ta cho là cái nghiêng thì sao, nằm nghiêng xuống nếu có dịch cái bên mà nghi ngờ dịch sẽ nghiêng về phía bên có dịch thì sẽ thấy dịch rồi như thế này. Còn nếu như mà bên mà nghi ngờ tràn khí thì cũng nằm về nghiêng đối diện với bên không tràn khí thì nó cái khí nó sẽ nằm như thế này, bằng phổi nó co xuống trường hợp này tràn dịch như này. Đây là cái tham khảo nhất về chuyển huyết của bạn cũng chẳng biết ở cái đêm mà có người làm xương như thế này cũng xác định được cái điều này là phương pháp này gì. Và tất nhiên khi chụp nằm nghiêng như này thì bóng phải nằm ngang, bệnh nhân nằm như này phải nằm ngang như này đúng không, phát tiền ngang như này. Tuy nhiên thì cái máy bây giờ mà máy các bạn cứ dùng DIA như đây làm việc thì là không làm được, thì ít quan các xét cổ hoặc là cái CA thì mới được thôi, còn DIA là các bạn thất bại. DIA phải xoay bàn người nằm mình rất là khó làm, cũng có thể làm được nhưng cực kỳ khó làm mà có nguy cơ va đập vào bản đèn đâu, va đập một cái hỏng luôn thì bảng nhất là cũng được, mình bảng tiết phi như đây cái phòng của máy Philips về một cái bảng ấy nó đi cùng đấy, tôi nghe nói đồ đơn vị khoảng 3-4 nghìn đô cái bảng đặt một cái rồi xin bỏ việc hơn là đàn như trở đấy. Như vậy mà cũng chưa Việt Nam mà rất thịnh hành máy DIA. DIA nó rất phát triển, người ta không dùng cho bệnh viện và nhớ hiểu DIA để làm gì, bạn chỉ quan khám sức khỏe xong rồi nó tiện người chữa nhanh nhanh. Còn tất cả các viện chúng ta sâu người ta làm gì CA, đôi khi mình đây coi CA là bỏ rác, còn lại DIA là xịt đang nằm ngược lại trước hình ảnh của CA mà lại tốt hơn của cả DIA. Mà nhất là những cái chụp xoang rung đô biết là chụp vô cùng khó khăn vì chúng ta cái đầu bệnh nhân nó linh hoạt được theo cái bàn dùng CA hoặc cái cắt xét cổ cái xưa thì mình nằm cái thả đầu nó chụp được luôn. Sau này các bạn mà về tư vấn có được xếp trong bệnh viện bao giờ phải mua cái máy CA, các bạn tư vấn được không thì là khó, còn ở đây không tư vấn được thì người khác không tư vấn được luôn. Đây được xếp mua được CA không mua DI hết, chụp rất là khó.
Dương. Hôm nay tôi đã nói chuyện với anh chị em rồi, tức là luôn luôn nghiêng trái với lý do duy nhất là cái tim nằm bên trái, thì áp lực bên trái thì tim không phóng phóng đạn lên. Nếu là nghiêng phải và tim nó xa thì phóng đạn và tim nó che trong phổi, thế vậy luôn luôn nghiêng trái. Tuy nhiên một số trường hợp đặc biệt nghi ngờ một cái nút mờ kích thước nút bá đám mờ mà không quá to bên phải, những khi mình cứ nghiêng phải mình hy vọng là cái tổn thương nằm ở gần tim hơn nó sẽ rõ hơn. Thế còn phần lớn chúng ta đặt nghiêng nhất nhiên là nghiêng trái, và khi nghiêng trái thì hai cơ hoành nó sẽ cắt trong. Giải thích qua rồi, hai cái pin và hai cơ hoành nằm một cái cao với thấp. Tuy nhiên bởi vì cái tiền chữ V này đẩy cái cơ hoành bên phải từ cái cao xuống dưới thấp, thành ra nó trùng cái quẹt trái và hai cánh cắt chéo nhau. Và nó có một nguyên tắc rất đơn giản như này: cái cơ hoành nào mà phần trước ấy, nó không bị che mờ về ống tim thì là cơ hoành phải, thì đây là cơ hoành bên nào. Còn cái cơ hoành nào mà một cái phần trước cơ hoành bị che mờ ống tim thì là phần trái, các bạn nhìn cơ hoành đây mở mất, bị quả tim nó nằm trên ngoài trái, khá đơn giản thôi. Đấy, thì sáng nay có một ca, thì có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là chúng nghiêng phải, khi mà nghiêng phải cơ hoành nó nằm cao, phải cao áp phi, quẹt trái nằm thấp hơn để chéo kéo thấp để càng thấp hơn, thành ra hai cái song song nhau. Đấy. Trường hợp thứ hai như sáng nay là gì? Phòng hành trái nó lại cao hơn nghiêng phải. Ngược lại, những lý do thì có thể do cơ hoành là bị nhão, hoặc là do tác động cho bộ bụng bị tức hơi, cho dịch bụng có thể đẩy cơ hoành trái nó cao lên. Thì khi đấy thì chụp dù là nghiêng trái hai cơ hoành vẫn song song với nhau, nhưng mà nó có một cái dấu hiệu nhận biết là gì? Cái bóng hơi dạ dày này nó nằm sát lên cái vòm hoành trên cao hơn. Đây bóng hơi dạ dày nó nằm đúng bên sát cơ hoành trái ở dưới này, như thế. Nếu như đây là cơ hoành trái thì bóng hơi dày nó bám sát lên, đúng không? Và cái cơ, ngay cả cái sáng này, hai cơ hoành, cả hai phần trước của nó đều rõ nét, không ai làm mờ cả. Vì cơ hoành trái, cái phần bên ngoài tim bên trái nó lại cao vút lên, thành ra cái chỗ đấy nó mới tạo thành cái bờ cơ hoành trên tim, chứ không phải cái phần tim nó đè vào. Đây là cái bình thường thôi. Đấy, để biết hiện đấy, chúng ta cắm thẳng nhìn thôi. Đây là hai cơ hoành này nó song song cắt nhau. Song song. Rồi, song song với nhau. Yeah. Cái này nó liên quan đến những chuyện phải. Thôi, chúng đi phân tích thì như này. Đọc X quang thì bao giờ cũng phải nắm được giải phẫu. Đó là nguyên tắc. Ở giải phẫu X quang thì thật ra cũng chẳng khó. Tuy nhiên mà nói thì chúng ta lười, ta không nhớ, vì chúng ta nó rất dễ, không phải khó đâu. Thứ hai thì có một nguyên nhân nữa, phải là lười thì chúng ta coi thường, coi giá cao chuyện đi qua. Thực ra tôi nghĩ rằng tôi không đồng ý cái chuyện các bạn không được suy nghĩ từ, tôi ngược quan điểm, các bạn phải suy nghĩ từ thì các bạn sống phải đọc, nhưng mà ngược lại các bạn phải đọc qua. Ý quang là cái phổ biến ở đây một ngày hơn 1000 cái quang. Nhưng mà chúng tôi hiện tại rất ít bác sĩ đặt X quang, đấy là cái không đúng. Và bệnh viện cũng chỉ đầu tư bố trí nhân sự như vậy. Theo cái số đánh giá X quang thấp là cái sai. Và đó là thăm khám một là phải là chặt chẽ đầy đủ quy trình. Để các bạn về tiếng dưới, các bạn đọc sai quang là vẫn mất điểm hơn. Trên này chúng tôi làm sai thì chúng tôi sửa lại. Hoặc là anh em nó vẫn nhìn nhận theo góc độ khác. Nhưng các bạn về tiếng người ở viện mà làm sai thì sau cũng tìm các bạn. Thì các bạn cố học tất và học nhanh luôn rồi. Cái giải phẫu chẳng có gì cả. Mấy cái bờ tim này đúng không? Thì làm gì mà không nhớ. Chỗ này là gồm cái gì? Trái, cái đoạn giữa này là gì? Khung giữa. Bên phổi là gì nữa? Đường đi trái rồi. Cái chỗ này là cái nút quay được vạch chủ. Đấy. Và cái chỗ trên này là cái gì? Cái gì? Đường lên bên trái nếu thân kinh lên đầu bên trái được mạch dưới đỏ. Đấy, bên này là thân cánh tay đầu và mở phóng tích cái mạch chủ trên trong cái cạnh đúng không? Đấy, và cái chỗ rốt phổi này thì tôi chỉ là động mạch phổi thôi, tôi không nhắc đến cái kiểu như thế nào đây cả. Đấy, nhánh phổi thôi. Còn bên này là cái gì? Tâm trí phải. Đấy. Và
chúng ta còn nhìn thấy ở giữa trung thất có cái cấu trúc sáng như là khí quản, hay là phế quản, phải, không phải thì rồi không có phải, nhìn rất rõ nhé. Và dưới cái vị trí này có một cái đường chạy cong cong như này, đây chính là đây là ghi rõ là rãnh tĩnh mạch sơn và phế quản. Còn chúng ta cứ nhớ là mọc phế quản bị phức tạp đấy, và có một cái đường thẳng song song của sống này nữa, người ta gọi là đường đường cạnh động mạch. Còn cái đường cạnh cuộc sống thì bờ cuộc sống sâu được rất nhiều, đôi khi nó có nhìn được một cái đường mờ là đường trung tâm trước và đường trung tâm sau là thôi, cái đấy nó rất ít khi nhìn thấy tại quần mặt bác quan tâm đến cái đó. Các bạn này Thái Hoan đã có bao nhiêu đường thì một đường ấy thì nó tự nhớ thì chúng ta học những cái nó phổ biến nhất dễ nhìn nhất. Còn đây đây là vùng bịt phổi, cái xương đòn ở đây hướng lên này, cái xương đòn ở đây mình phổi và dưới này một vùng hạ đòn. Đôi khi chúng ta nhìn được mờ nó có cái đánh mạng phổi, đây là góc sườn hoành, cái góc tâm hoành, đúng không? Đây thì dễ hơn có gì cả. Đây đây là cái đánh niên kỳ, cái mạng phổi nằm ngay. Đôi khi chúng ta nhìn được thì sao, chỉ tình cờ hướng kia nó đi đúng vào cái hướng cái mạng phổi, mà phổi đang nằm hơi ngang ngang thì viêm biến ngang ngang thì này để... thì nó sẽ hiện hình lên, nhưng không có nghĩa là bị viêm nó mảnh mai đều đặn như này thì nó là bình thường, còn nếu nó dày không đều hoặc bò rõ nét hoặc dày rõ rệt thì lúc đấy mình nghĩ nó dày sẽ mà ổn nhé. Còn như này là bị chuồng có gì cả. Ở đây nó có một cái gì ở đây các bạn, đây là tiểu nhĩ trái, đây có một gương mờ này, chúng ta nghi ngờ là cái gương gì đó, đúng không? Và thậm chí nó cũng là mờ bây giờ người đó. Và chúng ta nhìn thấy chặt bạc cái kết quả rãng rộng là rãng đấy. Như vậy đây chúng ta thay nhìn cũng thay đổi hướng đi của các cái đường của chúng ta, và chúng ta biết là nếu cái nghi ngờ là chúng ta thường gì đó, cái chúng ta vì sao phải quan tâm đến đường chúng ta để biết. Nhân thế dung tôi 7 tuổi vào một chút nữa. Thưa bà, bọn em chơi được giảm vài giảm. Chúng ta cũng phải quan sát cấu trúc giải phẫu. Một thứ nhất chúng ta nhìn thấy cấu trúc to nhất mà đi chạy trách thế này, bóng tim. Từ đấy chúng ta sẽ nhìn thấy thứ nhất là cái quai quay vào chủ thành một vòng này. Quay vào chủ đây, wow. Đấy. Và cái cấu trúc ống thẳng sáng chạy đây ở đây cái gì đây, khí quản, là cái ống thẳng sáng gì đây, là cái gì đây, quản đâu đây. Ngày xưa tôi nhầm đất vãi cái này rồi tôi hỏi lại các bạn, nhưng hai cái ống sáng này là cái gì, nó chẳng có cái ống sáng nào cả mà dù nhìn thấy cái ống sáng này đấy, đây là cái khí quản, còn đây là hai cái xương bả vai tạo thành hai cái đường như là giữa hai một cái ống sáng, giữa khí quản một cái ống sáng, thực ra trong này cái gì trong cái ba đường sáng này bây giờ mới để ý cái ba đường như thế, nhưng mà là... có hết đấy nha, rất nhiều trường hợp bên này có LV này, hai đường gần nhau hơn, còn trường hợp nó phân bố rất đều trong cái ba đường khí quản này, còn là cái hình sáng ở đây tạo thành cái lỗ lỗ bếch lỗ ở đây, đây chính là cái chặt ba cái khí quản phân cho nó nhánh và vì đây thì cái vị trí này nó có hai cấu trúc giải phẫu rất quan trọng, là cái đám mờ mờ nằm ở phía trước chặt ba cái quả, một cái mờ mờ hơn nằm ở phía sau, và cái này nhất nhiên là bị phổi, vì ra cái mờ mờ nó tách ở trong nhánh này. Đấy. Đấy. Đây là cái động mạch phổi phải như động mạch phổi trái, hai đứa hai cấu trúc này, và nó có mấy cái khoảng sáng, một cái khoảng sáng là khoảng sáng trước tim, là khoảng sáng sau sự đúc được đấy, khoảng sáng sau tim. Và cái này rất quan trọng vì nó liên quan đến cái chuyện là nếu cái khoảng nó mờ đi, cái khoảng nó mờ đi thì người ta nghĩ cái gì, cái gì bạt đi cái gì mấy cái cái này thôi rồi tính giáp như thế nào, chúng ta cứ đặt đơn giản thôi. À, mà bạn 3T bạn thì thôi, các bạn đừng nói nhạc thì các bạn u chung chân trước, đầu tiên 3T tính sau lúc nào đọc về u chung thất thì các bạn nghe
còn cái khoảng sáng nó mờ đi ấy, thì người ta sợ là tim nó to vậy thì rõ đây nên là tôi giúp được tâm thất trái cái và tâm thất phải. Tâm thất phải là trước hơn, tâm thất trái là sau hơn đấy. Và đây cái đường này bắt đầu mạch chủ xuống để cô sợ. Và đây là chúng nghiêng phải nghiêng trái các bạn. Hai cái khác với nhau, và các bạn nhìn đây, các cái đầu xương sườn này, tiêu chuẩn chụp của nó, đầu xương sườn này, đầu xương sườn này, hai xương sườn này nó nằm chồng với nhau, nhé. Đây là cái chụp, chụp nghiêng cái chuẩn này, nhé. Đây, đây cái mình nhấn mạnh là cái cốt truyện đốt phổi, chụp nghiêng được hay được chỉ định khi nào các bạn biết. Khi nghi ngờ những cái tổn thương nó trùng trên cái tinh thần, chúng ta không nhìn rõ được. Phổi phải đây, nó nằm ngang về phổi trái này. Anh bảo đây, đây, bệnh phổi trái và phổi phải. Đây là cái trang radiology thì tôi sẽ từng bệnh về phổi đấy các bạn. Bảo tiếng Anh bảo đọc rất là tốt, rất là từ giả, chi tiết rồi. Yeah. Các bạn nhìn đây, đây là bệnh phổi trái và phổi phải. Khi các bạn nhìn thấy cấu trúc này rồi, giả sử các bạn nghi ngờ có khối rốn phổi mà chụp lên, mà nhìn thấy được hai cái nốt này rồi, thêm một cái nốt thứ ba nữa đấy, bạn cũng biết là khối rốn phổi. Nếu bạn không chụp cái cấu trúc này, thì không thì bạn có biết là chụp viên cũng biết là khối rốn phổi muốn nhé. Yeah, yeah. Đáng lẽ cái này tôi cho sau nhưng thôi, nói hết đi. Các bạn chụp thêm phim tạo thấy cái gì? Bên phải ba cung. Bên phải ba cung. Bên phải có cái gì? Không rộng ra. Các bạn nói thẳng luôn đi, phổi hai bên nó rộng. Mở rộng nghi ngờ có khối gì không? Có cái là chụp nghiêng đây này, các bạn nhìn đi phim nghiêng thấy có đặc biệt ở đây. Nó bị phổi phải đây, đúng không? Rồi phổi trái có cong đây. Thế đây cái cấu trúc này là cái gì? Đấy, cái cấu trúc trên này là cái gì? Đây, các bạn nhìn thấy không? Nó sáng, hai cái độc lập với nhau và giữa cái lít sáng không có cấu trúc đối hai cái này với nhau. Đấy, nhìn đây, hai cái lít đối thông nhau này, đúng không? Tạo thành cái hình khối tròn như này ở giữa sáng, nó kích quả. Đó là dấu hiệu của donut, sự bánh donut. Bánh donut thì tròn đục lỗ giữa. Hình nghiêng. Ở đây nó có một cái nguyên tắc nữa, cái phim này, cái cấu trúc giải phẫu đấy, thì đây có một cái thất, thất trái này đấy, cái đỉnh trái nó cao hơn này và nó cái đường mờ mờ thì thẳng lên được kia thấy chưa, đây là cái tĩnh mạch chủ dưới để biết rồi thì vẫn thích khi các bạn sử dụng cái này mà. Bây giờ thấy cái ống tim to lắm, xóa mất cái khoang này các bạn bỏ sót sáng thì tìm thẳng có mấy cái tim to tận bác sĩ tìm bác sĩ Vân không tận quên chỉ biết bác sĩ em quên nhớ cái tim các phổi thành đằng mình mỗi phổi mình tim cái tim không phải các bạn cũng nhìn thấy vấn đề chúng ta mất cái phản xạ đọc cái tim xuất hiện siêu tim rồi đọc cái quang tim to đùng nó cứ đọc bình thường đọc có cái phổi có cái khối gì không bác sĩ quang quên tất tim bác sĩ tim mạch nằm hết rồi đừng có một cái nguyên tắc như này ở cái phần cuộc sống này từ trên xuống dưới luôn luôn là cái sáng hơn cái trên càng xuống càng sáng càng sáng đẹp rồi. Khi nào nếu giả sử chúng đi xuống dưới đây mà dưới này nó lại trắng hơn, tức là mờ hơn phía trên, nghĩa là không phải đắng mờ thì nó như này. Một nguyên tắc cái hay phết đấy. Nó có nguyên tắc nữa thì cái phía kia là gì? Cái cơ hoành ấy. Thì tôi vừa nói rồi, cơ hoành nào mà nó phía trước nó nhìn được thì cũng là cơ hoành phải, và phía trước không nhìn được là cơ hoành trái. Thế đấy, nó liên quan rất nhiều dấu hiệu. Đó, thì cái phim nghiêng nữa, phim nghiêng các bạn thấy đây, cái khoảng sáng ở sau xương ức kia là chiếc tim sau xương đấy nó mờ mất rồi, đúng không? Thì các bạn nhìn cái phim này có hình mờ nó rộng ở cái trung thất như này, cộng như này đây thì mình trung thất trước còn là cái phía sau nhá, và tìm cái này chắc là phim bụng đúng không? Cái này có thấy gì không?
ngày sau tim. Đúng rồi, ở phía dưới nó mờ hơn. Thế nó mờ hơn. Cái đám mờ thì thuộc về phổi nào? Đúng rồi, đấy bạn nó xuất sắc. Đúng rồi, cái cơ hoành phải đây. Xin phân trước đi, cái bên sau nó xám mất. Không thấy đâu, bên trái đây. Bên phía trước thì vào trái không thấy, đúng không? Còn phải thì mình thấy từ phía trước ra sau đây, trước thấy, sau thấy. Cái đám mờ nó xóa mất đi, tầng sau cơ hoành phải. Như vậy là phía dưới của phải, đúng không? Đấy, thì mình qua đây, nó đây này. M là của phía dưới của phải, bờ phải tim vẫn còn, không nhận phía dưới, đây là đám mở đây. Đó, đây là một mấy cái các vùng che khuất của phổi. Cái chàng nói rất hay, thực ra nó làm cho biết cái cảnh giác rất nhiều. Nó có 7 cái vùng mà thường xuyên chúng ta bỏ sót tổn thương hoặc hết tổn thương mà chúng ta bị nhầm lẫn. Đấy, thì có hai vùng trên cùng là hai cái bình phổi, vì sao nó không sừng sườn sừng đoàn sừng sườn số một đầu trước, nó cái sừng sườn rất là to, nó bùi bá nó chồng vào nhau, và chúng ta thường xuyên bỏ sót. Nếu mà nghi ngờ vùng tổn thương ấy, qua có tư thế thì chụp hình như thế này, tức là chụp như thế nào, úp lưng vào phim ấy, úp mặt trước vào phim, rồi úp lưng vào phim và tia chạy như nào, chạy từ dưới lên trên 15 độ, thì cái xương đòn này, các xương sườn nó bay trên, cái đỉnh phổi nó lộ ra dưới xương đòn, để nhìn được cái đường mờ như là đỉnh phổi. Thời bây giờ thì cạnh CT cứ thấy mờ nghi đọc, chụp lên không thấy cũng không sao, thấy. Thì mà ngày xưa thì bao giờ phải làm cái đấy trước rồi mới chụp CT. Và hai cái vùng nữa là hai cái đốt phổi, động mạch phổi, tích mạch phổi, rồi phế quản, phế đạo. Thì khi có thêm một tổn thương mà mở thì rất khó đánh giá. Khó đánh giá thì đây là những cái thức giảm phân tích. Và khi mà thấy nghi ngờ cái này, trên ít quang, quý ít quang không rồi, là chụp từ cái nghiêng để xem nó có cái dấu hiệu của bánh đô lát hay không. Hoặc là lúc nó phân tích xem có cái cuối mờ nào mà kẹp theo cái dấu hiệu gì. Có hai dấu hiệu nhiều dấu phổi, chưa không dấu phổi chút gì nữa, phổi thủ dấu phổi đúng không? Các bạn chắc là thuộc cơm tôi đúng không? Kí tức nóng hổi, kí tức nóng hổi, tôi thời sinh viên tôi phải học thủ thuật kinh khủng nhưng bây giờ cũng quên rồi. Thế em biết là rất nhiều bác sĩ già sau lập cập, có chút những lập cập đấy không? Một cái vùng nữa là vùng sau tim trái, nó thất trái, bỏ sót không hề bỏ sót lắm. Bản thân tôi cũng có một ca là bố của bạn thân luôn, này thân bạn thân nhất rồi, đang bị ho xong rồi chụp lên thì nó sau cũng tim này nó hơi mờ mờ, tôi cũng nghi ngờ rồi mà đã mờ, thế tôi chẳng rõ, đang chẳng rõ nhưng hơi mờ mờ thì hay là chụp CT cả. Thế bảo thôi ông đào tuổi rồi là có cái gì thì thôi không dùng ra. Thế thì hai tháng sau rồi bác ấy ho nhiều hơn, bác thế là nhà đưa thì nghe thương chụp lại quang của cái phối thò ra phải đi bờ được chạm to đục, nên chụp này nó là cái ung thư tế bào nhỏ, phát hiện sớm hơn thì không làm gì, thế nhưng mà dù sao mình phát hiện sớm hơn thì có thể sẽ hỗ trợ một số cái khác điều trị của mọi cần cách cho hai chất thứ nhất lúc sau giống là thì hai tháng rồi nó đã thay đổi rất nhanh. Thì đây là những cái ngay là cái này việc mình chụp có những kilo vôn cao ấy rất dễ bỏ qua, còn những ngại chụp chụp CT rồi thuốc thần tia rồi cần xem lại thì là một vài quan trọng. Và hai vùng nữa là cái vùng nó nằm dưới của vòng hoành, cái vòng hoành nó lồi lên như này nhưng vẫn có phần cong dưới này, thì có cái phần nhu mô phổi phủ phía trước và phủ phía sau, thì tất cả những vị trí đấy nó sẽ bỏ sót. Đấy, thì chúng ta nhớ được những cái vùng này thì đọc phim bao giờ chúng ta cũng có cảm giác ở những vùng này. Đây, trong cái trang radiology listen này người ta đưa ra những cái
cái cấu trúc mà những bất thường dễ bỏ sót đấy. Cái phim này nhìn thoáng anh ta nghĩ như là bình thường, mà toàn thấy gì cả không, bạn thấy gì không? Phải con đây này, kỳ đen này rõ hơn cái đạn kia đấy. Chủ suy tư này cái cố cái con thư rồi chủ gai rồi. Ở đây nữa, nhìn thoáng qua trông như những sự sợ số 1. Thế mình bên này từ ra rất mờ hơn. Và chụp lên mình là một khố. Đây là một cái bỏ sót. Và như vui chúng ta bỏ học ngày chúng ta cảnh giác. Thế còn đặc phim hàng ngày chúng ta những bỏ sót rất nhiều. Vì nó rất là nhanh. Hai là từ lúc 8 giờ, 9 giờ các bạn rất tỉnh. Nhưng mà từ lúc 9 giờ đến 11 giờ, nếu đông nhất thì chúng ta không được nữa. Thế sự thực tế bác sĩ là hay như cà phê, tôi thấy nó thật nước của bác sĩ là cà phê tây thì nó là để máy xay cà phê trong phòng làm việc luôn, tránh buồn ngủ. Đây thế các bạn nhìn thấy các bạn thấy ngay đúng không? Nhưng mà bình thường các bạn đọc cái này thấy bao sót đâu tổn thương ở đâu hả? À? Mỗi người còn không thấy đâu cả ở đâu sau tim. Vì sao các bạn cứ để sau tim? Tôi bảo không phải, bạn cãi lý do gì mà tức là các động mạch phổi ở cái vùng sau tim này chúng ta nhìn thấy một phần không nhìn thấy, vậy thì có một cái gì đó nó che đi một phần của động mạch phổi, chúng ta phải nhìn toàn bộ. Đấy, giả sử chụp non kia là tiêu vân thấp quá thì chúng ta không nhìn toàn bộ, đây là nhìn được một phần không nhìn được một phần, có nghĩa là không rất thật đấy. Đấy, khi mình nhận được cái đấy rồi thì sau mình sẽ nhớ hơn, sẽ tốt hơn. Chúng lên đây là một cái đám mờ đấy. Thấy chưa? Cũng như nguyên tắc của chồng ra ngoài càng từ trên dưới càng sáng hơn, đây là mờ luôn. Mà cái đó phải khối này ở phía dưới là một cái khối mờ đây. Cái che, đám mờ này che mất được mạch kia. Nên là cái vùng đấy hay bỏ sót lắm. Tôi bóng mờ silhouette sai. Các cái dấu hiệu về quang phổi có quá nhiều dấu hiệu. Bây giờ tôi chơi trò đi linh tinh một tí nhé, không đi theo hệ thống. Đi hướng dấu hiệu bóng mờ là cái gì? Dấu hiệu bóng mờ là dấu hiệu bóng trồng cũng được nhé. Thầy sơ dịch hai thì hai bóng mờ là cái bóng mờ phẳng cùng mặt phẳng xóa mờ. Các bạn cứ dùng từ cùng mặt phẳng xong bạn có hiểu, nhưng mà các bạn đưa ra cái này hai vì chúng ta chụp phổi tất cả nó trồng trên một cái phim, cả một chiều dày lục cực như này là trồng trên phim. Như vậy thì khác nhau, nếu nó chạm vào nhau thì nó hiện hình ảnh là hai cối, nhưng có một cái phần bờ của hai cái cối tiếp xúc nhau sẽ mất cái phần bờ đi. Còn nếu hai cối thực sự không tiếp xúc với nhau mà chỉ làm so le nhau như này, khi trồng vào nhau như này thì chụp lên hình ảnh nó trồng vào nhau nhưng bờ của cả hai cái này vẫn nhìn rõ. Thế thôi, đơn giản thôi. Còn các bạn cùng mặt phẳng, tôi chọn mặt phẳng hai cái thì song song mặt phẳng người ta, đúng không? Cơ bản là để hai khối không tiếp xúc với nhau, có khí ở giữa thì hai cái trong hình ảnh như nhau nó vẫn còn mình nhìn thấy bờ, còn hai cái còn tiếp xúc với nhau thì cái phần tiếp xúc nó sẽ không nhìn thấy bờ, thế thì đơn giản thôi. Thế thì đây còn thương cái đám mờ, nó xóa mờ bờ tim này có nghĩa là tôi phân thì nào? Từ trước thì giữa bên trái bên trên phần phía lưỡi đấy. Thế còn cái đám mờ đây nó không xóa mờ tim cái gì, nó phía sau thì ra đâu nguyên tắc có phần thì 4-5 ôm lấy tâm tất cái. Thế còn cái phía dưới thì đó nằm ở phía sau, không chạm vào nó là phía dưới, nguyên tắc rất đơn giản như vậy. Và cái này nó giải thích cho rất nhiều thứ trên chụp cái quang này, mà cái cấu trúc nó chạm vào cái nào để biết được nó cái vị trí đúng như đấy, nó mất bờ so với cái nào thì cái cấu trúc gì bên cạnh thì xóa mất bờ, thì có nghĩa là cái khối này bị cạnh cái đấy. Đây nó minh họa rất đơn giản thôi, đã mờ này là con thủy nào trên đây, mặc dù nằm ngửa dưới của nó phía trên, dưới cái phổi trái phía trên nó nằm chéo này phát lên và phía dưới là chéo này phát xuống dưới, đúng không? Như vậy là cái phần đáy phổi vẫn có phía trên cơ mà, đơn giản thôi mà. Đấy, cái trùng nghiêng thế này, toàn bộ thì trên nó bỏ đi. Còn mỗi chút phía trước thì nó không đông đặc. Đông đặc.
đây đây cũng là cái mờ đúng không? Nhưng mà mờ thấp để tất cả cũng nhìn được, có nghĩa là dưới khá đơn giản đúng không? Chúng lên nghiêm đây dưới mờ tìm tìm là cái hay bỏ quên chất cơ. Ngày xưa tôi khi nuôi chú ấy là phải ngồi vẽ từng cung cái tim trên cái có một cái này vẽ cái hình từng cung cái tim một. Ủi vẽ khó hay khó, tôi cùng họa sĩ thì vẽ rất ngại. Nhưng mà bây giờ thì chắc ai là ta làm được. Ngày xưa khí quang là luôn luôn phải vẽ và có một điểm riêng cho vẽ đẹp. Đấy. Các lời chú có giỏi không đấy chỉ điểm. Có một bạn của khoa tôi là làm rất giỏi, bác sĩ Liêu vẽ giỏi được 9.5 vì vẽ giỏi vẽ đẹp. Bộ môn mình ngày xưa như thế. Ủa tôi thấy khổ nhất là vẽ thì thuộc tường lao cứ chấm với mỏi ra tay đấy, nhưng mà bây giờ thì chắc chúng ta không làm lại được. Thì được vẽ, cái tường cao. Ờ thế ạ. Mình đã vẽ giờ là bác sĩ người ta là một cái vận kẻ biết bảy vận học chuyên hai vẽ vẽ thì xương ấy thì các u ấy em mô tả rất là sơ sài nhưng vẽ chuyên hai là cao nhất về mặt chuyên khoa sâu rồi. Không lắm đâu, đúng thế là không tốt thì đổi một hệ thống ra thôi, nhưng mà chương hai là cao nhất thì thực ra như Tây chương hai giống như mình chương hai là sau khi học được chú học tiếp tục học chuyên khoa sâu thì giống chương hai thì là khủng khiếp. Lương của tiến sĩ là một thì lương đấy phải gấp 4 bậc nữa. Bờ bên này là thất trái, bờ bên này là thất phải, nhưng thất phải nó nằm xuống thấp, đặt thấp lên, đặt trước trước hơn mà làm xoay ra trước thành là làm chồng, không tao nhìn được. Còn cái nhĩ trái làm chồng ở song song ở đây, và nhĩ phải như lồi ra đây, nên nhĩ phải lồi đây, phải nhĩ trái như đây kiểu nhĩ trái. Đấy, thì nó mới chính vì vậy mà cái khi cái tâm nhĩ nó to rồi đây, nó mới dấu hiệu đừng đôi đấy, đúng không? Đáp lại sai thì đúng không? Đấy, thiên kim nghiêng thì là thất trái thất phải ra trước đấy, mũi trái khi đặt. Và ngày xưa thì người ta nghi ngờ vì cái xương chưa có, xương tim chưa có, chưa tốt thì người cho út thần quang của thần quản xong rồi xem cái tâm lý trái đè quản không biết là giãn tâm lý, khi giãn tâm lý rồi người ta mới nghĩ là cái gì gặp hai lá hay phải hai lá thất tim ngày xưa bây giờ trái làm việc rồi thì tôi chú vào cũng phải vẽ. Đây, con thêm này. Xong lồi nó sau này đúng không? Đấy. Cái này cái gì đấy các bạn? Ồ, cái bàn nhân tạo đấy nhé. Và đây nó có cái dấu hiệu đắp đường đôi này, đây vừa được này. Đây vừa được. Và đây là đường ngoài nhé. Đây đường ngoài đi phải này, đi trái này. Hai cái đường nó cắt nhau. Lắm tâm ý. Đây là cái to rồi đấy. Chắc là thay van tim rồi, thay van hai lá đúng không? Rồi quá quái cái này đi nhé, tim to giãn động mạch rồi kiểu cái to luôn xóa ra cái tầng đối tượng này thôi, trục thất này các bạn biết hết rồi nhé, biết nhé. Thôi phân tích được rất hồi nhé, có mấy cái thì vào vui tí thôi, chưa chứng thắng các bạn thấy cái gì đó. Ok, đi khỏi để lại. Để lại là do cái gì các bạn nghĩ sao đấy? Rồi, thực quản, khí quản, cái phần tiếp xúc này của chú rất hay để lại tăng. Và khi chụp X-quang thực quản, cho ống chút cảnh quan chúng ta thường thấy một cái bờ thực quản chính là cái lõm của chú, nó liên quan đẹp. Đấy, sự bình thường thôi. Ừ. Nhưng người ta gọi là cái gì thay đổi ở đây, cái đường gì chúng ta ở đây có hai cái đường gì nó thay đổi, cái đây này bên này là cái đường của mạch chủ đúng không, đường cạnh của mạch chủ nó cong nổi ở đây, bản thân nó thiết khắc phải được chủ đi ra, nhưng mà cái đường nó tự nhiên nó có cái phần nổi lên như thế,
thì có nghĩa là có một cái gì đó nó trồng ở đấy đúng không, che đi. Cái thứ hai là cái đường một thực quản đúng không, thường vào cạnh thực quản, vào phải thực quản hay là đường dạch thực quản cũng đơn sang tận đây, như vậy tự nghi ngờ một phút gì đây đúng không. Phim kia chúng ta thấy cái gì, những cái phim này chúng ta phim mà nó ở cái vị trí đấy rồi thì cái này nó thuộc về trung tất nào đấy, thực quán lớp gì giữa, giữa thực quán nó phải giữa. Thì phim chúng ta nhìn thấy giữa, đây là cuộc sống là từ trước cái cuộc sau cuộc sống này, cuộc sống thì phép đổi về trước thì nó giữa đúng không. Thì chúng ta thấy đây là khí quản đấy, khí quản từ đây hắt về trước, từ trước đúng không, từ đây đến sau mở ra cuộc sống, cuộc sống thì phép giữa. Thì đây là cối tại đây, còn là cái gì tức là mặt đằng sau đúng không. Thế là Dương Thị Xuân, năm 9 tuổi, khoảng 117. Vừa là cái gì? Đây là bản luận sau cái đấy, quá quan trọng, có ký kia. Đây, người ta nghĩ đến cái gì? À, tòa. Không biết tắt điều hành. Mà thôi thì trở nên bản luận sau. Người ta biết là vị trí có cối, quý lắm rồi. À, chụp hình này lên các bạn nhìn tưởng đến cái dấu hiệu gì? Có thấy gì bất thường như phim nặng không? Vẽ chúng ta sẽ lên đi trái. Cái khí quản nó bị bà không đẹp. Hả? Có một cái cấu trúc thì nó mạch nó cong cong lên đây. Thì cái này chưa chắc là cái gì cả. Đấy liên quan cả cái động mạch rồi hướng. Rồi, tôi nói rút phổi luôn, tôi thì khác thường không? Không có, nhưng mà có gì đây? Không thì tôi vẫn khui mở đây đúng không? Tôi khui mở đây đúng không? Thế nên nó hơi lồi lồi một chút. Nhưng mà cái tim hơi lệch tăng đi. Tăng đi, tăng cuộc sống thành ra là cái bên này có vẻ không rõ hơn. Tôi không biết khối, cái đây là một cái khối ở phổi hay nó là cái gì? Hay là khối của chúng ta trước? Đây chỉ là dấu phổi. Dấu phổi gì có rốt phổi? Phổi tụ rốt phổi. Rốt phổi đúng rồi. Các bạn nhìn thấy không? Đây cái khối mở đây, động mạch phổi đây. Người đến khối mở. Nổi đây, phần nhánh ở đây. Và trên chụp phim nghiêng thì chúng ta thấy cả một cái đám mở này, cái mở này, thì ra nó là động mạch. Các động mạch là phần nhánh đi vào rất đẹp. Đây cái này là mạch phân nhánh đi thẳng đây, như vậy đây này, đây là tôi nhổ rồi là mạch phổi giãn tốt. Tôi bơm hết cái này bỏ qua nhưng các bạn nghĩ hết rồi đúng. Sáng này đã bằng mấy lần rồi, cái này cái gì? Đây là cái bờ phải thực quản nó sang tới đây đúng không? Cái này cái gì đây? Không cần phải đọc hơn nữa, nhìn thì biết là cái gì rồi. Cái gì đây? Hình gì đây? Nước mức hơi, cái này là thực quản dạng to như này. Nó cụ thể trên bệnh nhân này nó cái giải xẹp phổi không chứng như thế này. Cái này thì bệnh nhân sau khi nó mổ nó thay thì thực quản lên nó thay đặt cái thực quản dạng đấy này sang như này. Một trường hợp thứ hai nó không giống như này, cái gì nó thấp tâm vị nó cũng như thế này nhé. Mở thực quản dạng ra như thế nước hơi ứ đọng rất ăn và dạ dày luôn nên không phải ứ đọng luôn nhé, đấy thấp không chảy có thể ăn nước hơi. Bạn quan bạn vừa nói đây dấu hiệu gì, trả lời nhanh. Chuyện một sẽ phù hợp đi hướng không nói to nhỉ, nói sai đường lắm. Chuyện phù rất phối là hội tụ chuyện phù rất phối đó. Đây một cái khối mờ ở đây nhưng nó có một cái dấu hiệu gì để gọi là dấu hiệu che phủ rốt phổi, cái bệnh máu xuyên vào cái bệnh máu ở phía sau thì thấy bình thường, như vậy là cấu trúc nó che đi rốt phổi chứ không phải là nằm trong rốt phổi. Chủ chế đi qua ngày thì tổn thương nằm đâu, nghiêng này, nằm đâu? Thì bình thường có gì bất thường không? Nói to vào chương một, đầy mình biết cái này thì ai biết? Hả?
Không hết rồi à? Mất khoảng sáng trước tim. Nó mất khoảng sáng sau tim nghĩa là cái gì? Ui dưới trước, cái gì đâu. Cả cái ui dưới trước như này. Đây là cái khối. Mình vẫn nhìn được rốt phổi như vậy, nó không dùng được rốt phổi. Vậy nên trước hoặc sau rốt phổi, chị nhân. Cái rốt phổi đây. Một là sau, hai là trước. Sau rốt đều đặn. Màu sáng tăng dần thôi. Nhưng khoảng sáng sau tim mất, có nghĩa là ui dưới trước. 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 Ở khoảng sáng trước tim hay là sau rốt đức. Đây là cái ui dưới trước. Đây thấy không? U trước che cái này T của các bạn đấy. 3T. Rồi cái gì? À, ở cái này dưới xem trước. Đấy hơn cái này. Lắm rồi. Và các bạn. Quả thấy gì phim này? Cái này đố qua tôi để nhìn cái ai trả như thế. Cái này vui biết không? Tim hình như nhỉ? Tốt, 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 tốt. Tim có vấn đề, đúng rồi. Tim hình như cái thất trái hơi lồi, đúng không? Rồi, gì nữa? Dù người ta hít vào được, đúng không? 2, 4, 6, ok. Tim rất tốt. Có thất trái hơi lồi, nhưng mà không bất thường chút tình tim. Không có điều gì nữa bất thường. Khó tí, có gì nữa này. Thương. Đừng nghe cái này sát cái này. Cái gì? Tất cho nào? Con này rộng hơn. Thế này á. Rốn phổi xuống thấp. Không, chả có gì cả. Rốn phổi. Rốn phổi rất đẹp. Là cái đường phổi rất đẹp. Rốn phổi à, rốn phổi à. Rốn phổi bên phải. Đẹp, mảnh phần nhánh rất đẹp. Có gì nữa không? Nhiều gì to lên thì bé đi nữa không? Các bạn nên nhớ nha, cái bát tim này to thì có cái bao thức trái lồi thì phải quan sát thêm những cái cấu trúc khác của tim đi kèm. Khi tim to đấy thì người ta quan sát được mạch phổi này hay cái tổ chức các tâm lý kiểu như nó mạch chủ. Đúng không? Từng cái thứ. Còn mày có bình thường không? Bình thường. Tâm nhĩ bình thường. Bình thường. Điều gì? Bình thường. Gì nữa? Đời chủ bình thường không? Tôi đưa cái này ra để nói rằng gì? Các bạn đọc cái quang là quay chủ mình chú phòng. Các bạn đọc nét 10k đọc 9k vớ vẩn. Nó phải bình thường. Nó không phòng thì phải toi. Nó vòng nó phải lồi cái bờ này này. Bờ bên này sang đây. Bất thường đấy. Nghi ngờ nó phình. Còn như thế này là bất thường. Vì sao? Vì nó không vòng sang bên cạnh. Nên là dấu hiệu mất cái nút quay của chủ. Tôi sẽ cho đoạn hình lại nhé. Đây. Cái nút này đâu? Cái nút nó hơi lồi đi đâu? Cái nút này đâu? Đây là vấn đề nhé. Một cái thất trái to cộng với không nhìn thấy nút quay đời chủ là nghĩ bệnh gì đấy. Ngồi trên hai khác này, em đời chủ em đời chủ có một cái dấu hiệu gì mà trên đi quang người ta biết là khi bình thường các bạn tìm thấy đâu, nhưng mà khi mà nhìn thấy hai cái này rồi người ta mới nghĩ đến một cái khác. Đố qua tôi tìm cái kia. Cái nhìn vào cổ thì thấy đẹp quá. Đây gì? Các sức sần của mình thường. Hả? To hơn nữa. Khi mà hẹp cái quay của chủ nó có hiện tượng tuần hoàn bằng hệ thay thế. Nó lại thông qua các động mạch gì? Dương sườn. Mạch gian sườn. Và động mạch gian sườn nó giãn ở động mạch dẫn đến hiện tượng mòn bờ dưới các xương sườn. Các bạn nhìn thấy cái mòn đấy không? Bạn thấy ngon chưa? Ngon chưa? Biết đấy. Mình nhìn dấu hiệu rất tinh tế, nhưng mà thôi, chuyện vui thôi thì chỉ nói gì. Cái nút này nó mất ấy. Là vấn đề. Các bạn cứ đọc quay của mình giãn, tôi thì muốn sửa sớm ra hết rồi.
ngày càng nhìn phim. Không biết là các bạn đọc là đọc có phải rốt phối động ngày xưa. Ngày xưa là chú bạn đọc tín, đánh mai, suốt ngày đọc rốt phối động. Nó không động thì nó mình là bệnh gì các bạn biết không? Con vịt bay giữa bầu trời trong sáng, cái bệnh gì? Tức là nó bệnh phối nó teo hết rồi, hai từ phối sáng choang này. Và tim thì to, cái tâm thất nó nổi phách này. Như chú Paulo rốt phổi phải động như thế này, như là rốt phổi. Còn nếu có cái bệnh là rốt phổi không động. À, có cái hình này thì thôi. Đó là một cái bất thường của cái người chủ. Cái người chủ cái giai đoạn lâu lâu ngày hơn rồi. Nó giãn người chủ ra. Mất rốt phổi rồi, rốt đối với mùi của cái kia, bản tầm. Thấy gì, dấu hiệu gì? Đọc dấu hiệu nha, chứ còn bất thường nó nằm đâu các bạn nhìn hết rồi. Dấu hiệu gì? Học hết rồi, tổn thương đây đúng không? Có dấu hiệu gì? Hả? Cái nấm phổi. Nhưng mà các tên là dấu hiệu gì? Niềm sáng. Niềm sáng. Ừ, niềm sáng. Đây là một bờ tròn, có một cái niềm sáng nằm đây. Niềm sáng. Nấm nấm đi vào phổi. Nấm đen gì? Cái gì? Bất thường gì đây? Cơ hoành. Cơ hoành. Cơ hoành bất thường. Cơ hoành bất thường thì bất thường như nào? Khó. Sao? Cái nước. Cái này sinh viên, những cái thức sinh viên thì chứ không phải một chuyên khoa đâu nhé. Cơ hoành thì đều không đều, cái này không đều gì nữa nào? Tôi đưa cái này ra vì nó sao thì tôi cái này lần trước là tôi không là chuyên môn chuyên một đâu rồi tôi đưa mấy hình ra vì các bạn toàn bỏ sót nó đơn giản nhất của sinh viên ta học là toàn những cao siêu nhưng mình đơn giản nhất là đặc thì mình giọt nước chính xác gì nữa cơ hoành hạ xuất khí là cơ hoành hạ xuất thấp và không đều đường bậc thang gì nữa tại sao hạ xuống thấp đến từ giờ nó là 2, 4, 6, 8, 9 dưới là đầu dưới vị trí mở sau 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 đặt dưới sự dừng 12 hai dừng mười như vậy là gì đây là khí phế thủng còn cái gì nữa cái này hả cái nhu mô của hai bên có bình thường không tăng sáng tôi vào cái này nó khi muốn cao quá thì sao đếm cái số xuống được con cao kỹ thuật cao cao hơn tôi chỉnh đen như các bạn khi luôn cao tôi chỉnh đen bằng số thì tôi chỉnh đen là chỉnh đen hết mất đi vân phổi gì đâu rồi cái điều này nó chứng minh là đó là khi nó cũng thực sự chính là gì các bạn nhìn có cái vân phổi đây cái chỗ này ít hơn một chút chỗ này nó bình thường chỗ này ít hơn một chút và đặc biệt cái chỗ này không nhìn thấy vân phổi đâu đây là những vùng ứ khí không đều đây nhiều khí hơn đây 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 là tình trạng khí phi thủng cả hai phổi các bạn thường xuyên bỏ sót khí phi thủng trên quang để kiến thức vào trong lâm sàng ghi rõ COPD trên với các bạn trong cái quang phổi bình thường đây là những cái mà các bạn hết sức chút kinh nghiệm vì sao các bạn đặt cái đấy người ta ném thì giờ bị bà mình luôn rồi lúc sau các bạn đặt cái gì đâu nghe đó mà là thực trạng của chúng ta đang coi thường cái chiếc ảnh quang mà vạch ba của ngồi chuyện với loại bác sĩ lâm sàng này thì khi nói mình cũng rất tự ái nó không đọc bằng phổi là mình rất dài không đọc được không đây không phải ý chê các bác sĩ nhà ta không đọc được mà chúng ta coi thường như này bản thân các bác sĩ ta cũng không tiếp đọc đấy anh em phóng viên những người đọc không được duyệt đấy, thực tế ngay cả bên đây có duyệt thế rồi nhưng tâm sàng nó phản ánh rất nhiều cái trường hợp không hài lòng cái bảy quan của chúng ta thì đây là một cái tổn thương bề nguy của một cái phế thủng có hai phổi như ta đọc bình thường được đấy, ngoài ra chúng ta nhìn thấy không những cái phế quản thành nó dày nằm đấy rất là khó nhìn các bạn thấy trên máy rồi nhé, các bạn cũng là về nhà bỏ ra máy. Thấy cái gì nữa? Đây là một cái phim phổi điển hình của bệnh nhân COPD. Cũng vậy, cơ hoành không đều bậc thang này và tần suất thấp. Và thấy không? Mặc dù có cái vân phổi rất đều đặn nhưng đây là một tình trạng người ta bị hẹp toàn bộ nhánh phế quản, không chỉ một nhánh nào thì nó toàn bộ. Và các bạn thấy không?
mặc dù là người ta rất nhiều khí trong phổi nhưng cái vân phổi nó nhìn rất rõ, người ta sắc được. Như vậy là đây nó phải có một cái gì đó dày một chút kẽ gì không, tim không to, động mạch phổi không giãn. Như vậy thì đây có chính là những động mạch, à những chỗ đây là những cái phế quản thành nó dày và chưa dịch mà nhìn nó tăng đơi. Đây này hình ảnh điển hình của hàng dây thành phế quản và khi thứ hai của đặc trưng của cái COPD rất hay gặp nha. Và các bạn mình đọc bình thường ở đây, tất nhiên bệnh nhân này có cái nốt gì đây thuộc cả đoạn thì đang bản đoạn khi kết thúc của dây thành phế quản thôi. Đây thấy gì thấy cái gì một cái kén khí để phổi trái, đúng rồi, đây là một cái túi khí cung xuống của đây, khả năng là một kén rất là lớn cả đấy. Và cái kén khí này chúng ta cũng không xuyên bỏ sót, chỉ đọc thường xuyên bỏ sót. Anh chị nên nhớ rằng cái vân phổi này, sự bố trí hài hòa của vân phổi ở dưới trên này thì ít, dưới này thì nhiều và nó có tăng dần như dưới một cái đều đặn đối với tim khi đi đứng, cứ cái nằm thì nó ngược lại thì dưới tăng dần lên trên, còn cái nơi này tự nhiên nó giảm rõ rệt. Thì các cái vân phổi tức là giảm rõ rệt các vân phổi như này, chúng ta phải xem đúng cái nguyên nhân gì đây. Một trong những nguyên nhân là ướt khí cư trú hoặc là một kém khí cư trú, bên này thì bất thường. Ngoài ra bệnh nhân này nó có cái dày màng phổi, chúng ta cũng sẽ tham bàn luận như này, chúng ta nhắc lại những chuyện mà bạn thấy bỏ sót rồi. Cái này có thấy gì không? Cái này rất là khó, tức là trước đố của anh chuyên hai đọc được cả khoa cũng phải đọc đấy. Đúng không? Biết bao thư anh đọc. Bây giờ này có cái gì? À? Mình ra mình ở đây tôi không lo đó, nên bác sĩ của khoa tôi rốt. Các bạn thông tin tương đối rất nhiều. Từ khi hồi ra bạn tôi biết trước và tôi biết trước. Nghe ai là gì? Chúng ta đọc toàn cái ngọn rồi, cái cơ bản nhất quên mất rồi. Đưa ra đối cho vui. Đi học nước ngoài, các bạn nào đi học nước ngoài rồi biết tình trạng luôn, những đầu ngón chân ngón tay đối nhau cho vui. Không có bệnh cảnh lâu dài chúng ta nhiều khi bỏ sót rất nhiều viên đọc được. Các bạn đọc sách nhiều, các bạn đấy sao tôi nghe những ai nói rồi cái gì đấy, đúng rồi, chính xác, tôi hiểu vào hành khung được hai cơ hành nối thông nhau phần đấy. Thực ra tên tôi bảo đây học viên có khi còn nhìn thấy bác sĩ bao tôi thấy chỉ đơn giản tập đi quạt và tầm đó. Thế là tôi hiểu chỉ điểm cái gì rồi, trạng khí trung thấp thì là chẳng rất ít, là nhìn chẳng rõ rồi. Tôi vui nhau chỉ điều này tim này màu hành trái tách hẳn ra với khí trung thấp này, một cái case study ở trên learning radiology nha. Nghe cái cam đấy, còn cái này thì tôi từng kinh nghiệm quá rồi. Cái gì tôi từng kinh nghiệm, tôi từng làm đâu bị phổ tải quá. Người ta gọi là gì? Cái gì? Tấn cái này là kinh điển lắm chứ. Đúng rồi, bằng tên đeo găng Peter Inclap. Đây là bằng tên găng. Bằng tên găng bản chất là cái gì các bạn? Lưu dịch do cái gì? Thực ra cái này nó chính là cái mucosel của phế quản, tức là ứ dịch trong phế quản giống như mucosel thường và có mucosel của xoang. Thì nguyên tắc của nó rất đơn giản, là nó hẹp cái phế quản một vị trí nào và ứ động dịch trong đấy cũng hẹp rất nhiều nguyên nhân, đúng không? Nên có thể là tổn thương lao nước cũ gì đó gây hẹp, hoặc giãn phế quản ban đầu xong rồi nó hẹp cái đoạn trước của giãn, rồi thậm chí những tổn thương như là sơ của phổi rồi sỏi rất là vôi hóa ở trong lòng phế quản dẫn đến mũi chạy và nó giãn là toàn chưa đầy dịch giống như màn bay. Đấy, thì đây là bằng tiêu găng. Ngay này nó còn đặt trong cái bệnh gì nữa, nấm phế quản chống phổi thì là trong lòng của phế quản. Ngay này cháu có cặp đấy nhé, cái này chụp CT lên đi tiêm thuốc cản quang mà cũng mất phút được trong lòng rồi cứ có chút dịch nhầy mũ quý. Cái gì? Tên là cái gì? Rồi, vui quá anh, mai mực. Thì vui quá anh, lá bắp ruồi.
hóa vào phổi hai bên. Thôi e bronchogram sai hoàn toàn này đơn giản quá rồi. Phải đoán bệnh gì? Để đoán bệnh gì? Tổn thương gì? Tổn thương gì? Hả? Các bạn không cố gắng nói to nhỉ, nói to đúng sai quan trọng gì đâu. Tôi còn nói sai rồi các bạn. Hả? To rồi. Nhiều anh ở đây nhiều tuổi hơn tôi nhưng mà thâm niên công tác thấp hơn tôi thì ngày xưa nắng độ những cái trái thôi. Tôi bạn tư dẫn thâm niên cao ra trường đi làm ngay thì đúng không? Thì là thâm niên cao thì trẻ cao bình thường nó cũng nói sai nhiều, thậm chí đi giảng nói sai đấy hơn từ đi chính lại chứ bình thường thì chẳng qua nó là thể hiện tổn thương đông đặc thế thôi. Đông đặc là cái gì chúng ta bàn luận sau, như viêm phổi u tiểu phế quản phế nang rồi thì chảy máu rồi ho ra máu thì gì đó nhồi máu thì sau chúng ta phải chờ đợi nó bị đông đặc ở phổi, chúng ta phải chờ đợi đông đặc. Còn đông đặc ấy có nhiễm trùng hay không thì sẽ được bạch cầu máu lắng lâm sàng ho sốt, chứ không phải chúng ta chỉ đông đặc chúng ta tức là viêm phổi nó sai. Đông đặc viêm phổi hay gặp nhất, nhưng đông đặc cũng có thể là do gì, do tràn máu và ho ra máu chẳng hạn, đúng không, do nhồi máu cũng gây như vậy, đúng không, rồi thậm chí là tổn thương viêm cũ lao cũ tổ chức hóa cũng như vậy, hoặc là những u như là u ung thư biểu mô tiểu phế quản phế nang rồi u lympho cũng gây đông đặc như này, tổn thương phân nhiễm sẽ đông đặc. Đây dấu hiệu bóng chồng thì dấu hiệu bóng mờ, tổn thương là cái gì các bạn, một kinh điển cho các bạn cảm ơn hả ngực bụng. Cái gì? Cái gì mà trường cung nên một cái khối biết bàn là tim mình góc này cái bê như này, nó có cái trường hợp này như này nó gọi là túi thừa của tâm nhĩ mà thôi các bạn, cứ nghĩ cái bệnh quái dị là cái gì nhỉ, nghĩ là đây là khối mờ, khối mờ này nằm ở đâu, ở góc tâm hoành và nó tiếp xúc với gì bởi phải thôi, mà cái khối góc tâm hoành là bờ rõ nét tiếp xúc với phải thì hay nghĩ đây là cái gì hả, năng là tím kinh điển đấy, kinh điển. Đấy thì bảo đây rồi, phân tích rồi bóng mờ tức là một cái khối tiếp xúc xóa mờ vào nhĩ phải, như vậy là nó góc tâm hoành và tiếp xúc với phần nhĩ phải. Rồi đây, cái dấu hiệu này thì vừa ấy nói rồi, một cái khối mờ mà nhìn được động mạch ở phía ở đây thì có nghĩa là cái đấy nó không nằm ở dưới phổi mà ở trước hoặc sau của dưới phổi, trước và sau thì ở những vị trí này, trước và sau thì là những vị trí nào mà đọc này, trung thất trước, trung thất trước một, trung thất sau cũng hai, đâu nữa, thành ngực, có thể, nhưng mà thành ngực thì thường không nhìn rõ cái khối tử này đâu, đâu nữa, ở nhu mô phổi. Đúng không? Nhu mô phổi là cái lưỡi phổi phía trước này nó che vào, bây giờ về chụp nghiêng thì chúng ta sẽ nhìn thấy đấy, nhu mô phổi đấy, đây này, nhu mô phổi mà nằm ở chỗ này chẳng hạn thì nó cũng trông nó được đây, nó có một cái hai cái dấu hiệu khi bệnh nhân chấn thương mà tràn khí thì chúng ta cho chúng nằm rồi chúng ta không thể cho chúng đứng được, thì nó có mấy cái dấu hiệu để người ta tìm được cái tràn khí vào phổi. Một là cái dấu hiệu ngách sườn hoành sâu hay ngách màng phổi sâu, đến từ là ngách màng phổi sâu đi sẵn rất sai, bình thường này ngách màng phổi dừng ở đây nhưng bên này nó rất là sâu, biết như thế này nó nằm nó khí khí nó chui lắc không biết là nó sâu như này sáng cả cái vùng này. Đấy, như vậy là có cái tràn khí ở đây, tất nhiên bệnh nhân để dễ thì sao có tràn khí đi ra bình thường. Và cái dấu hiệu nữa là dấu hiệu vòng hành liên tục, thì hai vòng hành nó thông nhau qua đỉnh giữa thì thể hiện cái tràn khí ở trung thất, nằm chúng ta vẫn nhìn được cái này, chứ còn những hình ảnh mà đường sáng là bờ trung thất này rồi nhu mô phổi co xuống có cái đường bằng phổi nằm ở dưới này thì nó phải cái đứng nhá, cái nằm thì nó người ta hay nhất là cái hai cái dấu hiệu tràn khí ở trung thất và tràn khí ở phổi qua đỉnh giữa, sẵn sai
là continuous diaphragm size. Cái này hay đấy, cái này rất là diện tích phần đoán rất là nhiều. Chúng ta đi hầu biết là tâm chất cân mực cái nó lại không không cái này hơn cả cái ngày chúng ta thì họ đọc tự đọc phim. Rồi tôi khoai vẫn đọc phim. Bây giờ thì mình thích đọc phim rồi, cũng biết phải đọc phim để ra được thôi. Khi hồi tôi học ở Việt Đức là tôi không đọc phim khoa, tôi chỉ có cái phòng phòng cố vật. Tôi gọi đùa mà máy máy cày, cái máy mà du và chụp thật dày, chụp quán, chụp đại tràng, chụp UV, mình đọc, mình đường dò, mình đọc. Chứ còn ít quang thường quy là không đọc. Bây giờ mình đọc rồi đúng không? Đấy, thì trước đây không đọc. Ngày xưa CT sọ cũng đọc. Bây giờ đọc hết rồi, CT sọ rồi chắc đọc rồi. Rồi cái này aggression sai thôi. Cái này do lập phổi rồi. Tôi thì hình hoa sẽ sai. Nhìn nhầm khá. Nguyệt thực. Nhìn nhầm khí. Nhìn nhầm khí. Tương ứng cái này. Thế thôi nhưng không không biết lúc nào còn đấm được nha. Rất nhiều nguyên nhân khác đọc sâu hơn. Nguyên nhân hay gặp cái là con đấm thì không cắt được. Thôi, đôi quần sai. Bạn biết rồi. Golden sai. Golden sai nghĩa là gì? Chết gì? Dấu hiệu vàng. Biết vì sao dấu hiệu vàng không? Tôi cũng chả biết cái máy gần như phi thực. Văn hóa của Tây. Chị ghét ngược đây. Đây này, ghét ngược. Khi mà nó xẹp từ trên ấy, thì cái lãnh nhân chùy nó cong lên trên như này. Và có cái xẹp phổi này do cái khối của phế quản thì nó phát triển rồi.